Anh Kiên ơi, ơi, có hai bạn để mua gậy đôi giống nhau này. Wow, chốt một đôi này luôn á? Vâng anh. Liệu có phải một đôi không? Một đôi luôn. Một đôi mua gậy đôi. Hai bạn ấy tên là gì? Việt Anh và Linh Chi ạ. Việt Anh và Linh Chi, một chấm cho cả hai bạn luôn đúng không? Vâng anh. Tặng hai bạn và chúc hai bạn luôn hạnh phúc nhá. Wow, cái gậy này phá được đấy các bạn ạ. Vị số 6 dừng lại để điều bi 2 lỗ 10. Nào, con này chúng ta cần lấy má, các bạn lưu ý nhá. Nào, đây là đường thẳng và cái để má này đừng có để quá sang má này nhá. Một băng áp về lên đây. Muốn gậy 10 giờ. Đó, để má này để làm gì các bạn biết không? Có má để điều bi số 3. Bi số 2 ra bi số 3, ép thẳng xuống như thế này là ngon nhất. Con này trên tâm bi vào chắc tay một chút. Đó, các bạn thấy phần chắc tay quan trọng không? Bi số 3 ra bi số 4. Ok, đẩy một băng lên giữa bàn là điều được đôi số 4. 11 giờ, 12 giờ, xin lỗi. Bi số 4 ra bi số 5. Ok, con này chỉ gục nhẹ áp về lên đấy và sau đó thực hiện kỹ thuật bi số 5. 11 giờ. Đó, bi số 5 ra bi số 6. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát bi số 7. Bi số 7 đường riêng 1 ly. Nào, vậy chúng ta sẽ lấy má nào? Lấy má trong của bi 6 để đẩy một băng hai băng điều bi số 7 nhá. Ép một băng ra đây dưới tâm bi một chút. Và vị trí cái thuận lợi cho việc đẩy bi 6 một băng hai băng ra gần thẳng bi số 7 là ngon nhất. Mũi gậy vào hướng 11 giờ. Ok, hơi mạnh một chút. Không sao, con này dùng tay trái. Ok, tay trái luôn điều 9 2 băng, 1 băng 2 băng lên đấy. Mũi gậy 1 giờ 30. Wow, con này tay trái chơi được các bạn ạ. Diệu Anh chốt đội anh con 9 này được không? Nhờ Diệu Anh tham gia cho vui nhá, tặng cặp đôi. Vâng, Diệu Anh sẽ là người chốt 9. Cứ bình tĩnh mà run cho thoải mái. Wow, chắc nịch luôn. Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc và follow ủng hộ kênh nhá.